19 giờ ngày 2 tháng 9 năm 1983, chương trình truyền hình Quảng Ninh đầu tiên phát sóng trên kênh 12 VHF. Với sự kiện này, Quảng Ninh trở thành tỉnh đầu tiên của miền Bắc có chương trình truyền hình và là chương trình truyền hình màu đầu tiên tại khu vực Đông Bắc. Đây là kết quả từ sự quan tâm đặc biệt của tỉnh chăm lo cho đời sống tinh thần của nhân dân. Đài mình nó ra đời trong một cái hoàn cảnh như thế, phải nói rằng thứ nhất là một cái sự nỗ lực rất lớn của tỉnh. Đấy, rất lớn và rất năng động. Chứ còn nhiều đứa khác là có đâu. Truyền hình Hà Nội chưa có, ngoài truyền hình quốc gia. Và lần đầu tiên trên cái màn hình của Quảng Ninh nó xuất hiện những cái khung cảnh, những cái đô thị, những chợ búa, những phố phường, những cái thợ thuyền ở công trường xí nghiệp, rồi nông dân, rồi những cái bà con miền núi là xuất hiện ở trên truyền hình của chính mình làm ra. Và người ta hào hức, người ta đón. Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, truyền hình Quảng Ninh không ngừng vươn xa, phát triển mạnh mẽ với các dấu mốc đáng tự hào. Từ phát sóng 1 giờ mỗi ngày, nay đã có 2 kênh QTV1 và QTV3 tiêu chuẩn HD, thời lượng phát sóng 24/24 giờ, với đa dạng chương trình từ chính luận đến khoa giáo, thể thao, giải trí, không chỉ phục vụ nhu cầu thông tin giải trí của người dân trong tỉnh, mà còn đáp ứng, đảm bảo chất lượng phát sóng các chương trình truyền hình quốc gia và quốc tế. Hòa nhịp dòng chảy chuyển đổi số, truyền hình Quảng Ninh được đẩy mạnh nội dung trên các nền tảng số, truyền thông xã hội. Hiện nay có rất nhiều kênh thông tin chính thống và cũng nhiều kênh mà rất là đặc sắc, nhưng truyền hình Quảng Ninh vẫn là những cái niềm tự hào của người dân Quảng Ninh. Nhân dân chúng tôi tại Quảng Ninh và đi bất kỳ nơi đâu, không những ngồi xem trên màn hình TV mà có thể cập nhật cái chương trình truyền hình Quảng Ninh bất kỳ ở nơi đâu và bất kỳ ở chỗ nào, bằng thiết bị điện thoại di động này, rồi bằng các cái thiết bị máy móc khác thì chúng tôi cũng đều xem được. Những cái bức xúc của dân là chính quyền đến để giải quyết thì truyền hình đưa được thông tin. Và từ đó thì cái chỗ này đã giải quyết được thì chỗ khác người ta cũng sẽ tự động ta giải quyết được. Mà cái truyền hình thì nó có tính chất lan tỏa rất là lớn trong cái việc mà vận động quần chúng. Với mô hình trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh, cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện, truyền hình Quảng Ninh tiếp tục nâng tầm ảnh hưởng. Các chương trình được đầu tư làm mới cả về nội dung và hình thức. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên có thể tác nghiệp đa phương tiện, đóng góp vào việc xây dựng thương hiệu chung QMG là cơ quan báo chí có vị thế uy tín ở cấp quốc gia và quốc tế. Truyền hình Quảng Ninh phải phát triển, đặt trong cái tổng thể là một cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện, sản xuất đa loại hình. Và đặc biệt là bên cạnh việc phát sóng trên các nền tảng truyền thống thì trong thời gian tới sản xuất các chương trình truyền hình phải hướng tới cho các cái cộng đồng trên mạng Internet, cũng như là phục vụ cho các cái thiết bị thông minh thì mới đáp ứng được cái xu thế phát triển của truyền hình trên thế giới. Và trong phương thức sản xuất của các chương trình truyền hình cũng sẽ phải thay đổi từ cái việc sản xuất theo những nội dung mình muốn truyền tải tới công chúng, thì sẽ phải sản xuất thêm các cái nội dung mà đáp ứng yêu cầu của công chúng xem truyền hình. Có như vậy thì truyền hình mới tiếp tục phát triển trong cái dòng chảy của báo chí cách mạng, cũng như phù hợp với xu thế phát triển của thế giới. Trên chặng đường 40 năm qua, những dấu ấn đáng tự hào của truyền hình Quảng Ninh là minh chứng cho sự đón nhận, niềm tin của công chúng và sự ghi nhận của các cấp ủy đảng, chính quyền. Cánh sóng truyền hình của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tiếp bước chặng đường phát triển, ngày càng vươn cao, bay xa, đồng hành với sự phát triển bứt phá của tỉnh.